đâu, nhắc đi con. Để đó mình. Rồi con hát đi. Trời ơi, làm lẽ vậy nè. Vỗ tay con hát thôi mẹ nè. Happy birthday to you. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Vỗ tay đi. Vỗ tay đi con. Vỗ tay đi, vỗ tay đi rồi thôi. Vỗ tay đi. Happy birthday. Hát theo, hát theo. Đèn đi con, thở đèn đi. Hay. Hát đèn đi. Thử ra. Từ từ đấy mẹ thử cái này hát không? Sát đèn cày. Rồi. Đẹp quá ta, cái này chưa biết bỏ thầm mấy. Rồi, cho con cái đồ con cắt bánh kem nha. Cắt bánh kem đi. Cắt bánh kem đi. Khoan, khoan, khoan. Nè, cái dao nè, cái dao nè, dây có bánh kem qua coi. Nè, cầm dao cắt. Để rồi. Nhìn lên cô ba chụp hình cho, nhìn cái mặt lên, ngước cái mặt lên, ngước mặt lên, để cái dao vô, ừ, rồi ngước mặt lên, cười lên coi, cười lên, nhìn cô ba kìa, rồi ăn không, ăn chưa, ăn cái gì á, rồi mẹ quay mẹ nè, mình diễn lên coi. Không cười gì chứ, á cười lên đi con. Đúng rồi, cười lên nó mới đẹp. Rồi lấy cái dĩa ăn nha. Con cầm đi, mẹ đi lấy cái dĩa ra. Đừng có cắt nữa nha. Đây là mẹ lấy cái dĩa cho ăn. Đây là cắt bánh ra. Cắt bánh cho mẹ. Rồi cắt với mẹ này, cắt với mẹ. Chúng con giấu rồi. Ừ. Đó. Rồi, dính ra đây thì dễ nè con ạ. Rất nhớ luôn. Há miệng ra. Há miệng ra luôn, há miệng to ra. Dính tầm lắm. Ngon lắm.
nữa bà. Cô ba mé gửi qua cho bà nội coi nè. Lắm nay cũng được nghỉ học mà. Thì nghỉ hàng qua rồi, nghỉ bữa nay mà cha nó đưa khô con này con. Cha nó đưa con hai đâu quá chiều quá đứng về đó. Gửi hả? Ừ, nhà cũng gửi ngày thứ bảy cho cha, đâu để nhà. Dược rồi. Ở nhà Trắng Châu.